Chào anh em, thì hôm nay mình sẽ có một cái con máy hàng Seobin do một cái người Nhật họ làm nha anh em. Đó, thì đây toàn bộ anh em có thể đầu tiên là nhìn về cái dây. Dây này là cái dây chống cháy ha, tải rất là lớn, tải lên tới hàng trăm ampe. Dây của Nhật nha anh em, dây này là dây mạ bạc của hãng SK11. Đây, dây này là dây mạ bạc nha anh em, lưu ý dây mạ bạc. Thì cái này là mình đã thử hết tải của con này. Thì khi mà hết tải của con này với cái thời gian là ngâm hết số volt nè, dây là khoảng tầm 10 giây thì toàn bộ cụm dây này nó sẽ nóng lên, thì anh em sẽ nó sẽ ấm lên nha nè. Thì anh em lưu ý là nếu mà anh em thay dây Việt Nam vào thì nó sẽ xảy ra tình trạng là chạy dây hoặc là cái cọc dây nó mềm nhũn luôn đó. Anh em có thể nhìn ở đây, dây này là dây cáp tại hàng ngang ampe nha anh em. Đó, mình bảo đảm với anh em luôn là cái cọc dây này là siêu tải nha, tạm gọi là vậy, để anh em sử dụng những cái dòng tải nó rất là cao. Rồi, thì đây là nó sẽ có chỉnh cho anh em là từ 0,5 giây nha. Con này là con hàng công suất lớn nha anh em. Hàng cái kẽm dây, tạm gọi là vậy. Đây, 0,05 giây cho tới 12 giây và anh em sẽ chỉnh vôn là cái hiệu điện thế vôn ở đây. Đó, và đây là bảng đồng hồ. Rồi. Nha, con này có sẽ có cầu chì và công tắc on off kế bên, cầu chì 15A đằng sau. Con này rất là nhỏ gọn nhưng mà được cái nó rất là nặng, nó nặng khoảng 7 ký mấy, 8 ký. Và đây nó sẽ sử dụng một cái adapter, cái chân đạp cho anh em. Thì anh em nào mà làm bên ngành Seobin, thay vì anh em ngồi thời gian anh em chế cháo những cái này thì anh em có thể mua luôn khỏi mất công chế, tại vì anh em để tìm những cái nguyên vật liệu xịt để mà bên thì rất là khó, và nó cho cái công suất lớn, nó rất là cực thời gian, nhiều khi anh em kiếm 2-3 tháng luôn á. Bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em coi lõi bên trong của nó. Ha, cái này thì dành cho những anh em nào đóng xe pin đó nè. Đó, chứ còn mình thì mình không có đóng xe pin rồi, mình cũng không có, mình thử tải cho anh em thôi. Rồi đây, đây mình mở thêm hai con này nữa nha nè, hai con này nữa mới mở được. Thì đây nó là nguyên một cái bộ khung của người Nhật chế, họ chế rất là kỹ nha nè. Đầu tất cả mọi thứ, ví dụ như là từ đường ra, đường vào đều rất là kỹ càng. Đó, như một cái máy hãng luôn. Máy hãng thì nó lên tới hàng chục triệu lận. Rồi. Đây, đây là bên trong của nó nha nè. Đây, bên trong của nó gồm mạch, rồi le và biến áp. Cục biến áp rất là to. Và đây nó khoảng tầm là mình không biết bao nhiêu vòng ta. Ở đây thì nó sẽ khoảng tầm là 2, 4, 6, 8, 10 vòng anh em. Nó khoảng tầm 10 vòng. Đó, anh em có thể nhìn ở đây. Nè, đây thứ nhất là cầu chì. Thứ hai là nhôm tản nhiệt, nó sẽ nằm ở đây. Cục nhôm tản nhiệt ha. Và thứ ba là dây nguồn đi vào. Đó, tất cả đều được bọc gel và bấm cót y như là một cái của hãng nó đi ra vậy đó. Đây nha anh em, ví dụ như anh em có thể bỏ thời gian, bỏ công sức và bỏ tiền bạc ra một tháng, nhiều khi anh em cũng chưa chắc anh em làm được một cái như vậy với cái nguyên vật liệu hoặc là gọi là phụ kiện nó đẹp như vậy nha. Ở dây này là dây cáp tải nha anh em, dây cáp được mạ bạc đó đi ra từ lõi này luôn, là anh em tải rất là lớn, là nó cho anh em hoạt động liên tục đó. Mình đã thử rồi đây. À, dây này là dây đông mạ bạc đó, để nó cố định ở đây lại cực kỳ đẹp luôn anh em nha. Ở đây nó khoảng tầm chục vòng, ở dưới là biến áp rất là nặng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình thử cho anh em. Con này sẽ sử dụng điện 100V ha, sử dụng điện 100V. Ở đây á, tại vì mình không có pin thì cái kẽm này của mình là cái kẽm 0,3, là cái kẽm hàng sale, có thể tạm gọi là gần như là dày. À, mình chỉ có thể thử tải cho anh em ở đây thôi, tại vì mình không có pin để mình thử cho anh em. Rồi, mình sẽ thử tải nha anh em. Đó, anh em sẽ cắm điện vào đây. Điện nguồn là 100. Điện nguồn là 100. Rồi, bật nguồn. Ở đây sẽ có công tắc on off nè. On off. Đó. Gạt lên, nó sẽ lên nguồn. Anh em sẽ chỉnh số volt ở đây. Số volt. Và đây là số dây. Ha. À. Đó. Mình ví dụ cho anh em. Bây giờ mình sẽ thử bằng cái cách là mình đạp nó vào đi. Cái này thì anh em về anh em có thể thay thế ha. Cái phần này thì họ được sử dụng bấm cót nè và bắt ốc vào, thì anh em về có thể thay thế, tại vì anh em muốn ra cái đầu nào hoặc cái dây kiểu nào anh em có thể thay từ đây hoặc là thay từ đây. Ở đây thì họ dùng hai cây kim nè, hai kim họ chích vào cái
cái seal pin cho nó dính. Đó thì mình cũng không biết, không có seal pin để thử cho anh em, mình chỉ có thể thử bằng cái gọi là thử tải thôi. Rồi mình sẽ tiến hành mình bấm vào đây. À, cái này là đang có điện luôn nha anh em. Đây, anh em sẽ nhìn cái số dây nè, cái số dây nó sẽ nhảy và sau đó nó sẽ tự ngắt. Cái này khó biết thử cho anh em sao, nóng lắm. Ở đây, mình sẽ đây, nó có sẽ có hai cái dấu ở trên này nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ ngâm cho nó khoảng tầm 2 giây thôi, tăng cái số volt lên. Đó, anh em sẽ nhìn cái mặt này nha anh em. Khi nào mà mình kêu bóp á, anh em sẽ nhìn cái mặt này. Bấm nè. Đó, anh em sẽ nhìn cái mặt nó nhảy số volt lên nha. Đó, đây và cái dấu hàng seal nó sẽ ra đây. Đó. À, nóng lắm anh em. Thì đây nè, mình vặn lên 6 thì khi mà mình đạp á, mình chân mình vẫn đạp nha, mà nó không có điện nè. Bây giờ mở ra mình bấm lại nó sẽ lên điện nè, mình đạp lại nè. Mình chỉnh volt là 6 thì ở đây nó sẽ lên là 60. Đó. Sau một thời gian nó sẽ ngắt. Ví dụ mình ngâm lên 4 giây đi. Rồi, mình sẽ thử qua cái này. Cái này nó nóng lắm anh em, mình không có thể nào mà cầm lên đây cho anh em được. Rồi, mình sẽ thử tiếp. Đó, nó sẽ nâng cái này nó nóng đỏ lên luôn nha anh em. Rồi, cái này nó sẽ nóng đỏ lên luôn. Đó, hai cái dấu mà mình chấm nè. Nóng lắm, mình không có cầm được trên tay. Rồi, qua đây đi. Qua đây đi cho anh em dễ. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm bên này nha. Bấm đây đi. Anh em chú ý nhìn vô nha, tại vì nó sẽ đỏ rực lên. Đây, bấm bên này. Nó sẽ đỏ rực lên á, tại vì mình ngâm cái thời gian rất là lớn. Đó, bốc khói luôn anh em ơi. Ha. Thì cái này nó rất là nóng nè, nó ném xuống dưới đất luôn. Khét nghẹt luôn. Đó, thì cái này là thử tải là ok hết nha anh em. Còn về anh em sẽ tự lựa chọn kiểm hàng hoặc cái gì đó tùy theo cái công việc của anh em. Đó, mình chỉ biết tới đó nhiêu đó thôi. Ha. Đó, tắt. Đây là một cái con máy hàng seal pin được chế rất là công phu và chuyên nghiệp. Đó, toàn bộ là dây đồng mạ bạc, dây teflon chống cháy ha. Bên trong là mạ bạc, dây rất là to. Cáp của Nhật đàng hoàng chứ không phải giống như cáp ở Việt Nam chạy ra Nhật tạo hay gì mua đâu. Mạch biết này kia, cầm con này trên tay bảo đảm anh em tưởng zin như là của hãng luôn. Đó, dòng cầu chì, tất cả dây nhợ này kia được bọc rất là kỹ càng anh em nha. Đó, timer này kia đầy đủ, timer nè, chỉnh volt nè, chỉnh dòng, công tắc, đèn báo, mạch miết này kia. Đó, 100V nha anh em. 100V. Rồi, con này giá 4,5 triệu nha anh em. Bye bye anh em.